Chào các bạn, sản phẩm mình chào bán hôm nay là căn biệt thự tại khu Nai Sao Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích chiều ngang 7m nhân cho 20m chiều dài. Đây là căn thô, kết cấu gồm 1 trệt 2 lầu, trong đó tổng diện tích đất là 140m2, giá bán căn thô dao động từ 12,7 tỷ đến 14 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi qua số hotline 0983 383 509 để được tư vấn. Khu biệt thự Nai Sao Nhà Bè là nơi được quản lý và bảo vệ an ninh rất tốt. Các lối ra vào đều có chốt bảo vệ 24/24. Tôi đã thử đi vào khu này quay phim nhưng không hề dễ dàng để được vào đâu các bạn nhé. Tôi phải nhờ chủ nhà gọi điện ra xác nhận bảo vệ mới cho vào để quay phim. Nói về độ an toàn và an ninh thì mình thấy đây là khu được quản lý bảo vệ an ninh rất tốt. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi qua số hotline 0983 383 509 để được tư vấn.